Hầu hết những đệ tử xuất gia đều là những vị ưu tú về trí tuệ, đạo hạnh. Sau này, khi giáo pháp phổ cập rộng rãi, tăng chúng đông đảo, thì có nhiều thành phần phức tạp, không tinh thuần như thuở đầu. Vùng đất Magadha, Ma Kiệt Đà, với kinh đô Rajagaha, Vương Xá, không chỉ chứng kiến buổi bình minh của giáo pháp, mà chính nơi này cũng diễn ra công cuộc kết tập kinh điển 3 tháng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Thánh chúng đông đảo thuở ban sơ, bên dòng sông Nirancara Ni Liên Thiền, không xa nơi Đức Thế Tôn từng tu khổ hạnh, Ngài đã độ hơn 1.000 đệ tử xuất gia, tạo nên một thánh chúng đông đảo thuở ban đầu. Đây là nhóm các đạo sĩ Bà La Môn vừa thông thái và chuyên tu, dẫn đầu là Uru Quay Lá Cách Sáp Bá, Na Đi Cách Sáp Bá, Gá Gia Cách Sáp Bá, cả ba là anh em ruột. Uru Quay Lá Cách Sáp Bá có 500 đệ tử, Na Đi Cách Sáp Bá có 300 đệ tử, Gá Gia Cách Sáp Bá có 200 đệ tử. Đức Phật dùng năng lực siêu nhiên để cảm hóa Uru Quay Lá Cách Sáp Bá. Vốn là một người bát lãm kinh Vệ Đà và thực tâm tu hành, đạo sĩ Uru Quay Lá Cách Sáp Bá tự nghĩ mình đã đạt đến cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của sự tập. Đức Thế Tôn đã đến với nhóm đạo sĩ này và hiển hóa nhiều thành Phật và hiển hóa nhiều thần lực phi thường. Dù vậy, Uru Quay Lá Cách Sáp Bá vẫn nghĩ mình đã là bậc A-la-hán hoàn toàn thanh tịnh, cho đến khi Đức Phật chỉ thẳng là vị này không phải là A-la-hán, cũng không đang đi trên con đường dẫn đến đích điểm cao quý đó. Cuối cùng, ba vị Cách Sáp Bá và 1.000 đệ tử trở thành những tỳ kheo trong Phật Pháp. Vốn là những đạo sĩ Bà La Môn thực thụ, những vị này khi tu theo Đức Phật, từ bỏ những hành trì nghi lễ, vốn không thể thiết trong tín lý thờ phượng. Tóc mà họ cắt cùng với những pháp khí, pháp cụ mà họ quăng bỏ trôi theo nước của dòng sông tạo nên hiện tượng được ghi lại. Đó là một dấu ấn nói lên sự từ bỏ nghi lễ tôn giáo để sống đời tu tập thanh tịnh nội tâm của hàng sa môn chân chánh. Tại Vương Xá Thành, Uru Quay Lá Cách Sa Bá vốn là một sư trưởng nổi danh về kiến thức và đạo hạnh, đã đảnh lễ Phật và tự xác mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Hình ảnh này gây chấn động và khiến nhiều người quy ngưỡng Tam Bảo. Trong một xã hội mà sắc tín tôn giáo có ảnh hưởng rộng lớn, thì điều đó có một tác động mạnh. Vương Xá Thành đã trở thành một trung tâm Phật giáo. Trung tâm Phật giáo buổi sơ thời. Sau 7 năm không gặp, Đức Thế Tôn trở lại Vương Xá Thành, độ vua Bimbisara như lời đã hứa. Năm đó, Đức Phật 37 tuổi, cùng với thánh chúng hơn 1.000 đệ tử đi vào thành Vương Xá với sự uy nghiêm thanh tịnh. Vua Bimbisara ra tận cổng thành cung đón và nhanh chóng được khai thị, trở thành thánh đệ tử cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàn. Ngự viên Quê Lú Quá Ná Trúc Lâm được nhà vua cúng dường lên Đức Phật và chư tăng, trở thành ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật. Ngôi chùa này là nơi xảy ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Phật giáo. Sự hộ pháp của một vị vua tạo nên một thế mạnh vững vàng để Phật pháp lan tỏa trong mọi tầng lớp của dân chúng. Rajagaha Vương Xá Thành là kinh đô của xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, không những là đô thị bậc nhất thời đó mà còn là trung tâm văn hóa học thực. Nơi này mang những địa danh tên tuổi trong lịch sử Phật giáo như Vichakuta, núi Linh Thú Sơn, hang động Sách Tháp Banh Ní, Đông Thất Diệp, suối nước nóng, chùa Trúc Lâm và nhiều địa danh khác. Chính tại Vương Xá Thành là nơi có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra trong lịch sử Phật giáo. Bimbisara là vị vua đầu tiên trở thành Phật tử hộ pháp. Sunita là người cùng đinh trở thành một tôn giả, nhận sự cung kính cúng dường của quần chúng. Một vị hoàng phi tên Khê Má xuất gia thành tỳ kheo ni. Trúc Lâm Tịnh Xá là ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật. Hang động Sách Tháp Banh Ní là nơi kết tập kinh điển và rất nhiều sự kiện quan trọng khác. Nền tảng của ngôi nhà giáo pháp được thiết lập chính Vương Xá Thành. Đức Phật
chính thức xác lập ngôi vị thượng thủ kinh văn của hai tôn giả Sariputta và Moggallana. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tất cả chư vị chánh đẳng giác, chánh giác, giống như một triều đình luôn có hai vị văn quan võ tướng. Tại chùa Trúc Lâm, Vương Xa, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết về tôn chỉ của giáo pháp, được ghi lại qua Owada Patimokkha với lời mở đầu: không làm tất cả các điều ác, quân tập hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Trong cùng bài kinh này, Đức Phật khẳng định về tinh thần bất hại trong đời sống tu hành và hoằng pháp, cùng với những nét chính trong cuộc sống tu hành được gọi là giới bổn mà chư Phật đều truyền dạy giống nhau. Cũng tại Vương Xá Thành, nơi Đức Phật đã truyền dạy về những pháp khiến cho đạo Phật được hưng thịnh, không bị suy giảm. Những yếu tố này phần lớn nói về sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng tăng chúng và phẩm chất tu tập cá nhân của các thành viên. Tôn giả Maha Kassapa được xem là người đóng vai trò trọng đại trong sự gìn giữ ngôi nhà giáo pháp sau khi Đức Thế Tôn viên tịch và đã trụ tại Vương Xá Thành trong nhiều năm. Lần các tập kinh điển đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn viên tịch đã diễn ra tại Vương Xá Thành. Không phải là sự tình cờ mà chư vị A-la-hán đệ tử Phật chọn nơi này để kết tập và hệ thống hóa những lời dạy của Đức Phật. Yếu tố ngôn ngữ, con người, vị vua hộ pháp và vùng đất lịch sử đã khiến nơi này hình thành kho tàng kinh điển được bảo lưu tới ngày nay. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Thầy Thượng Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau bài học nói về chuyển vận bên sở pháp luôn, với bài pháp đầu tiên ở tại Lộc Quyển, bài học tiếp theo chúng ta lại nói tương đối là rộng hơn về giai đoạn đầu hay là giai đoạn sơ khởi của giáo pháp. Đức Phật ngài khởi đầu công cuộc hoằng hóa bằng lời kêu gọi các vị đệ tử. Lúc bây giờ là 60 vị A-la-hán, ở trong đó có 5 vị Kim Trường Như, Ngài Giá Sát và 54 người bạn của Giá Sát, tổng cộng là 60 đệ tử. Và chính Đức Phật cộng thêm một nữa là 61 vị A-la-hán trên thế gian bây giờ, để bắt đầu một cái đại cuộc hoằng truyền chánh pháp. Và chúng ta nên có một chút hình dung là thời gian mà lâu nhất mà các vị ở với Đức Phật, đó là tôn giả Côn Đảnh Nhá và bốn vị khác đó, là trong nhóm Trường Trình Như, bắt đầu gặp lại Đức Thế Tôn cho đến khi mãn bùa an cư. Tổng cộng mà 60 vị A-la-hán này đã sống, đã được khai thị, đã được thọ đại giới, đã thành tựu đạo quả ở Đức Thế Tôn trong thời gian chỉ trên dưới 3 tháng. Và nếu gọi là đào tạo thì có lẽ không có được chính xác ở tại đây. Bởi vì khi nói đến đào tạo có cách là trường lớp đó, thì ở đây không có trường hợp như vậy. Và thông thường một người mà có thể nói mà không có sai về giáo pháp
mà được học đầy đủ thì có phải là phải rất là nhiều năm, nhất là trong cái lối đào tạo như ngày hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị, cảm ơn 60 vị đệ tử đầu tay của Đức Phật đều là những vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não. Và cái pháp mà các ngài hiểu đó là hiểu bằng tuệ giác chân thực. Và dĩ nhiên là trong cái giới hạn của một vị đệ tử thì thời đó đó các ngài không có được trang bị nhiều về sự trình bày giáo pháp như là về sau này. Ví dụ như là theo năm dài tháng rộng đó thì giáo pháp được trình bày với vô số những cái dạng thức khác nhau trên phương diện nghĩa văn, kể cả thần luật và kể cả tạng thắng pháp. Nhưng mà thời gian đầu thì các ngài một đó là hiểu rõ cái sự trình bày giáo pháp dựa trên tứ diệu đế, và thứ nữa là bản thân các ngài đã không còn một chút phiền não, đã hoàn toàn thanh tịnh, nên các ngài ra đi với một cái thông điệp. Có thể là thông điệp đó không có rộng, không có phong phú như là kho tàng kinh điển mà chúng ta được học về sau này, nhưng mà các ngài không bao giờ nói sai với giáo pháp của Đức Phật. Và ở cuối mùa an cư đó, thì khi mùa mô chấm dứt, thì Đức Phật đã gọi 60 vị A-la-hán lên và ngài đã kêu gọi: hãy ra đi, mỗi người đi một ngã, đừng đi chung hai người một đường. Hãy tuyên thuyết giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Rồi chính Đức Phật cũng cho biết rằng ngài sẽ đi về hướng Uruvela. Uruvela là một cái vùng đất rất là đặc biệt dọc theo con sông Niranjan. Hàng năm khi mà chưa có đại dịch, chúng tôi đều về Ấn Độ, và chúng tôi không có năm nào chúng tôi sang Mỹ. 5 năm khi quốc tịch Mỹ thì chúng tôi mới sang Ấn Độ lần đầu tiên, và từ đó trở đi cho đến mùa đại dịch thì năm nào chúng tôi cũng về Ấn Độ, không có năm nào chúng tôi không về, thậm chí có năm chúng tôi về 3 lần. Thưa quý vị, đã có những lần đi bộ ở dưới dòng sông đi liên thiền Niranjan vào mùa khô thì dùng sông cạn, nhưng đi dọc theo dòng sông cát đó thì thật sự trong lòng rất là xúc động, bởi vì chính nơi này đã ghi lại nhiều dấu tích về cuộc đời của Đức Phật. Nhưng chúng ta biết rằng sau khi ngài gặp vua Bimbisara, muốn chia nửa giang sơn và mời Đức Bồ Tát ở lại để cùng trị vì thiên hạ, Đức Bồ Tát đã từ chối. Nhưng mà ngài cũng hứa là khi nào thành tựu đạo quả vô thượng trở về độ nhà vua, và ngài tiếp tục con đó đến bên dục sông Niranjan. Và ở tại đây, nơi mà ngày nay người Phật tử đến thường gọi là khổ hạnh lâm, có một ngọn núi không cao lắm, ở trên đó có một độc đá và hoàn toàn là nơi thích hợp. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì chung quanh là bao bọc với rừng cây. Ngày hôm nay do cái sự khai phá nhiều, tuy rằng vẫn còn là một chốn cô tịch, nhưng mà cây thì không có nhiều như ngày xưa. Thì nơi đây Đức Bồ Tát đã ở lại 6 năm khổ hạnh và tìm ra con đường trung đạo. Cũng với dòng sông Niranjan đó có làng của bà Suchata, tức là mẹ của ngài Giác Sát. Cũng giống dòng sông này, ở bên tả ngạn có cây Achapala, bên hữu ngạn có cây Bồ Đề, có cây Rajachatana, có hồ Muchalinda. Đó là những nơi mà Đức Thế Tôn đã lưu lại trước ngày thành đạo cũng như là 7 tuần lễ sau đó. Và cũng chính bên dòng sông này
có một địa danh lừng lẫy khác là Uruvela. Và Uruvela nơi đây cách Gaia không xa, và chúng ta có một cái ngọn núi cũng ở gần Gaia gọi là Gaia Sisa, mà ở trong kinh thường gọi là núi tượng đầu, là nơi mà một con dạ xoa tên là Himavara đã gặp Đức Thế Tôn, và cũng là nơi mà tôn giả Xá Lợi Phất đã từng ngồi thiền, và một con dạ xoa dùng cái chài mình nện trên đầu của ngài, nhưng mà lúc đó ngài nhập diệt thọ đứng định, thành ra ngài vô sự. Thì thưa quý Phật tử, nếu hôm nay chúng ta về Niranja, thăm dọc sông đi liên thiền ở trung quân Gaya, và chúng ta biết một chút về lịch sử Phật thì hiểu rằng đó là một vùng đất thiêng gắn bó với nhiều cuộc đời của Đức Thế Tôn. Rời Vương Xá, sau khi gặp Vua Bình Sơn Vương thì ngài cũng đã tìm đến dọc sông này, và sau khi từ giã những đệ tử ở tại Lộc Giả gần Varanasi đó để kêu gọi mọi người đi hoằng pháp đó, thì một lần nữa Đức Phật trở lại sông này. Với dòng sông Niranja, ngài đã đến với một nhóm đạo sĩ có 500 người học trò trong một đạo tràng, dẫn đầu bởi một vị sư trưởng là Uruvela Kassapa. Uruvela Kassapa là một người rất là đặc biệt. Đặc biệt là như có lần chúng tôi đề cập đến là thời Đức Phật còn tại thế đó, có hai hạng tu sĩ. Một tu sĩ là tu sĩ Bà La Môn, hai là tu sĩ Sa Môn. Tu sĩ Bà La Môn là những người nghiêng về sự học hỏi, nghiên cứu kinh điển Phệ Đà. Và những vị tu sĩ Bà La Môn mà thông thạo bác lãm kinh Phệ Đà được rất là quý trọng thời bây giờ. Và những vị này đó, những vị tu sĩ Bà La Môn thường đó, là nếu học giỏi thì có địa vị danh vọng, có sự cúng dường, có cái đặc ân của nhà vua. Và một vị tu sĩ khác là tu sĩ Sa Môn, tức là đời sống đạm bạc, sống không gia đình. Và những vị này ít có nặng về cúng kiến, mà thay vào đó chuyên tu thân tâm nhiều hơn, gọi là tu sĩ Sa Môn. Nhưng mà Uruvela Kassapa đó lại là một vị kết hợp cả hai, là một người tu sống như là một vị sa môn, nhưng mà lại là một vị chuyên trì kinh Phê Đa, tức là rất giỏi về pháp học của Vê Đa, của kinh Phệ Đà, tức là rất giỏi về giáo điển Bà La Môn, đồng thời là một vị chuyên tu. Cái thầy nói là Uruvela Kassapa, cái đạo Bà La Môn đó, có thể dùng bốn chữ là chân tu thật học. Chân tu là vị có tu tập, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, sống rất là giản dị và một đời sống rất là trong sạch. Và thật học là vị này có một kiến văn bác lãm đối với kinh Phệ Đà. Một đặc điểm khác của đạo sĩ Uruvela Kassapa là lại có hai người em ruột. Một người em ruột khác tên là Nandi Kassapa và một vị khác là Gaya Kassapa. Nandi Kassapa cũng là một vị chân tu thật học, mặc dù không bằng anh của mình, có một cái đồ chúng nhỏ hơn là có 300 đệ tử. Và Gaya Kassapa là người em út đó, cũng là một vị chân tu thật học, mà có đồ chúng nhỏ hơn nữa là có 200 đệ tử. Tổng cộng ba anh em đó, là có 1.000 đệ tử. Ở trong đó Uruvela Kassapa là nổi tiếng nhất, cao tuổi nhất, có nhiều đệ tử nhất. Và Gaya Kassapa được xem như là có ít đệ tử nhất, nhưng mà cả ba vị đều giỏi nhất, cả ba vị đều nổi tiếng, cả ba vị đều xuất sư, trở thành những bậc danh sư thời bấy giờ ở bên dòng Đi Liên Thiền. Nếu có cái gì đó rất là đặc trưng tiêu biểu cho cái tinh hoa của Bà La Môn giáo, thì bây giờ chúng ta sẽ nói rằng ở cái hội chúng của ba vị đạo sĩ này là một cái tiêu biểu rất là cụ thể. Họ vừa giỏi về lý thuyết của kinh điển Phệ Đà, mà vừa là người dốc lòng tu tập và chuyên trì các nghi lễ. Thì thưa quý vị,
Đức Thế Tôn đã đến và Ngài ngỏ ý muốn ta túc. Thì bây giờ các vị đạo sĩ lại nói rằng ở nơi này không có nơi nào thích hợp cho Ngài tá túc. Bởi vì thấy Đức Thế Tôn, Ngài không phải là một vị Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn, nhưng mà Ngài có cái phong thái rất là phi phạm. Thì Đức Thế Tôn Ngài ngỏ ý là ở đó có một nơi trống, đó là ngôi thờ, ngôi đền thờ lửa. Ở trong Bà La Môn giáo đó, họ có một số những cái sự thực hành rất là đặc biệt, là thờ lửa và tắm nước tịnh thủy. Tắm nước tịnh thủy tức là xuống dòng sông sông Hằng hay là sông Yamuna, Yamamuna. Yamuna tức là những dòng sông thiên để tắm, như là tẩy trần, như là thanh tịnh hóa. Và thờ lửa, chúng ta có phong tục là bái hỏa giáo, hay là chúng ta có cái danh hiệu về sau này gọi là vô lượng quang đó. Vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là nói lên một phần cái ảnh hưởng của bái hỏa giáo. Thì thờ lửa là một cái phong tục rất là đặc biệt. Và cái đền thờ lửa đó, đó là một cái giống như là một cái ngôi chánh điện ở trong các chùa Phật giáo ngày nay. Nhưng mà có một điều là ở trong cái ngôi thờ lửa này có một con mãng xà, tức là một con rắn, và rắn rắn rất độc, rất lớn, đúng là một cặp rắn. Thì các vị khi mà đến nó phải đến rất là đông, đến để thờ lửa và chỉ giữ ngọn lửa thôi, nhưng mà ít có khi lui tới phục đó. Quý vị nào mà có sang Ấn Độ hiểu rằng cái tục thờ rắn của Ấn Độ cũng đặc biệt lắm. Họ xem rắn là một cái hiện thân của thần Vishnu. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài sẽ ở tại đó. Và các vị này thật ra thì cũng thấy làm ái ngại cho Ngài, bởi vì thấy Ngài trẻ tuổi. Chúng ta nhớ lúc đó Đức Phật Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng Ngài mới 36 tuổi thôi. Ngài thành đạo năm 35 tuổi, và sau mùa an cư đó thì Ngài bắt đầu đi về hướng đất. Thì các vị đấy làm ái ngại, nhưng mà có một phần nào đó thì các vị nghĩ là thôi tùy. Dạ, thôi tùy. Do đó các vị chấp nhận. Nếu mà Ngài muốn thì Ngài cứ ở đó. Và Đức Thế Tôn đã ở qua đêm ở trong cái điện thờ lửa của họ. Và sáng hôm sau thì họ đến, và Đức Thế Tôn Ngài mở nắp bình bát ra, thì họ thấy con mãng xà nằm ở trong bình bát của Ngài. Và Đức Phật thu phục được con mãng xà. Và đó chỉ là một cái hình ảnh đầu tiên mà đạo sĩ Uruvela Kassapa và các đệ tử trông thấy. Và khi mà thấy Đức Thế Tôn thu nhiếp con mãng xà đó, thì đạo sĩ Uruvela Kassapa có một chút đôi phần là kính trọng vị sa môn này, đúng là một người có thần lực. Nhưng mà bởi vì bản thân của Uruvela Kassapa đó lại là một người rất là thật tâm tu hành, nên vị này cũng thật tâm tin rằng tuy rằng mình không có thần lực, nhưng mà nói về sự thanh tịnh đó thì có lẽ không ai thanh tịnh hơn mình hết. Và chính bản thân của vị này nghĩ rằng mình là một vị A-la-hán. Chỉ A-la-hán có nghĩa là vị đoạn tận cái phiền não, hoàn toàn thanh tịnh. Thưa quý vị, đó không phải là một lần, mà xuyên suốt trong thời gian sau đó thì có nhiều sự kiện xảy ra, như là mưa to, rồi nước lũ, rồi đôi khi ban đêm Đức Trời Đế Thích Phạm Thiên Sám Bắc đi đến đảnh lễ Đức Phật làm sáng cả một khu vườn. Mà đôi khi các vị đạo sĩ muốn trẻ củi để xử lý trong mùa đông, thì Đức Phật lại dùng thần thông để làm cho tất cả một cách rất là nhẹ nhàng, nhanh chóng. Thì mỗi lần mà Đức Thế Tôn hiển hóa thần lực siêu nhiên như vậy đó, thì thưa quý vị, tất cả những đạo sĩ, kể cả đạo sĩ Uruvela Kassapa, đều khởi tâm rất là bội phục. Nhưng mà riêng với đạo sĩ Uruvela Kassapa là vị sư trưởng đó, thì vẫn tự nói với chính mình rằng dù sao thì mình vẫn là một người hoàn toàn thanh tịnh,
hay là A-la-hán. Thì thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn đã hiển hóa nhiều cái năng lực siêu nhiên của Ngài, thì cuối cùng Ngài là nói thẳng một câu. Cái câu này đó là chỉ thẳng nói rõ về một sự kiện là Đức Phật giải rằng: này Guru Vilakasapa, người không phải là A-la-hán, cũng không phải đang sống trên con đường dẫn đến đạo quả A-la-hán. Câu nói đó đó gây một cái chấn động mạnh, chấn động rất mạnh ở trong tâm của Guru Vilakasapa, bởi vì đó là một ý nghĩ rất là riêng tư, rất là thầm kín ở trong lòng mình. Và Đức Thế Tôn Ngài đã nêu đích xác cái gì mà Uriulasat nghĩ trong lòng. Ở đây chúng ta phải nói một điều rằng trong cuộc sống này nhiều khi có những cái tâm trạng, mà những tâm trạng đó phải có một vị điều ngự trượng phu, vì đó hiểu được tâm tính, hiểu được căn cơ, hiểu những ý nghĩ sâu kín trong lòng Ngài nêu ra, thì người làm mới có thể khẽ đi được, mới có thể khai mở, mới có thể cho các vị đó cảm nhận được. Cũng giống như lần trước chúng tôi kể chuyện là năm vị kiều trần như gặp lại Đức Phật, và các vị vẫn gọi Đức Phật là bạn, là hiền giả, một cách gọi như là một người bạn ngang bậc. Và khi Đức Phật Ngài hỏi các vị rằng: có bao giờ trước đây các vị nghe Như Lai nói như vậy chưa? Tức là nói rằng Ngài là thành Phật. Các vị xét lại là Đức Phật không phải là người ham danh ham lợi, cũng phải là người tự thị. Và khi nghe Đức Phật hỏi câu đó thì năm vị chấn động và đã chịu lắng nghe, chịu đổi thái độ. Thì lần này cũng vậy. Quý vị thấy rằng con người mình ở cái sự cố chấp nó nặng lắm, nặng lắm. Đức Thế Tôn Ngài đã đến, đã sống nhiều, đã hiển hóa nhiều năng lực siêu nhiên, và các vị này kính phục, nhưng mà riêng Uvirakasapa vẫn giữ riêng, riêng một góc trời, riêng ở trong lòng một cái suy tư là mình dù sao mình cũng là A-la-hán. Cho đến khi Đức Phật Ngài nêu đích xác, và lúc đó Uvirakasapa đã chấn động, đã bàng hoàng. Thì thưa quý vị, lời nói đó của Đức Thế Tôn đã khiến vị này tâm phục khẩu phục, quỳ xuống lại Đức Phật và xin trở thành đệ tử Phật. Đức Phật Ngài không nhận vị này làm đệ tử liền, mà Ngài dạy rằng Uruvilakaspa là người có đệ tử. Thì trước khi mà thay đổi, một sự thay đổi lớn trong cuộc đời như vậy, thì hãy đến bàn thảo với những đệ tử của mình. Thì Uruvilakaspa đã cho gọi tất cả những đệ tử đến và mới nói rằng Samon, đại Samon Gotama, tức là Đức Phật, ở đây trong thời gian suốt mấy tháng, và Ngài đã hiển hóa nhiều cái năng lực siêu nhiên. Và bây giờ thầy, tức là Uruvilakasapa đó, muốn quy y tu theo Đức Phật, và không biết các đệ tử thấy thế nào. Thì thưa quý vị, lúc đó những vị đệ tử nói rằng: thật ra trong những ngày đầu tiên khi mà mới gặp Đức Phật và thấy rằng cái cung cách, thấy về cái đạo hạnh, thấy về cái năng lực của Đức Phật, thì các đệ tử đều muốn theo Đức Phật, nhưng mà vì thương nể thầy, thầy đã chưa dám nói. Và hôm nay mà thầy đã nói như vậy rồi thì chúng con nhất tâm tùy hiệp. Và rồi tất cả 500 đệ tử của Uruvilakasapa đều quy ngưỡng tu theo Đức Phật. Khi đã chúng tôi có nói tới quý vị là một chuyện đó, là những vị tu sĩ này vừa là thầy cúng, vừa là thầy tu, tức là rất là giỏi về nghi lễ, tại vì họ trì kinh Địa Phệ Đà, nhưng mà đồng thời là thanh tu, một trường hợp rất là hiếm, vừa là thầy cúng vừa là thầy tu. Ở Việt Nam chúng ta sau này có nhiều khi thầy túng cúng riêng, thầy tu riêng, 500 vị này. Và những vị này á, lại có những cái thực hành như là để tóc đanh, tức là để tóc dài mà không cắt, rồi
sử dụng rất là nhiều pháp khí pháp cụ, như là không hẳn là giống như chuông mõ nhưng mà giống như chuông mõ của chúng ta vậy đó. Dạ, tức là để khi tụng thì có kèn, có thứ này thứ kia, và cái những pháp khí pháp cụ này nó là một phần của nghi lễ tôn giáo, nó rất là nhiều thứ. Ở trong chữ Hán gọi là tuế nhuyễn, đồ tuế nhuyễn, tức là chúng ta tạo gọi là những đồ lính kính đó, ở trong cuộc sống tu hành. Nhưng mà khi các vị này tu theo Đức Phật thì chuyện đầu tiên là cắt bỏ những cái bộ tóc đanh của mình, tức là để tóc dài rồi bệnh lại với nhau, không còn bệnh tóc nữa, cạo đầu. Rồi tất cả những cái đồ pháp khí pháp cụ mà lỉnh kỉnh ở trong đời sống mà cúng tế hàng ngày đó, thì các vị đều bỏ hết. Và những vị này thì sống ở trên thượng nguồn của sông Đi Liên Thiệt, rồi ở dưới đó đó lại là cái nhóm của Nandi Kassapa, và ở dưới nữa là Gaya Kassapa. Thì thưa quý vị, cũng là một lý do rất là đặc biệt là khi mà 500 vị đạo sĩ cắt những cái mái tóc bệnh ở miền Nam ấy, thì gọi là hay nó tóc đanh ấy, ở trong sách vở thì gọi là tóc bệnh, và rồi những cái pháp khí pháp cụ đó thì tất cả đều ném theo dòng sông. Dạ, ném theo dòng sông, mà 500 vị như vậy không biết bao nhiêu đồ, và những thứ này nó trôi xuống dưới, từ thượng nguồn trôi xuống, thì các vị mà ở dưới như là Nandikasapa và Gajakasapa cùng các đệ tử đều thấy những đó thì đều đi lên, và những vị này đều là những người đã được nghe, đã được biết về những cái năng lực siêu nhiên của Đức Phật, và cũng vốn kính ngưỡng. Bây giờ thấy rằng vị huynh trưởng của mình là đạo sĩ Uruvilakasapa cùng các đệ tử đã tu theo Phật rồi, thì tất cả những vị này nhanh chóng từ bỏ tất cả những cái hình thức của một cái vị tu sĩ Bà La Môn giáo, cũng như là sự hành trì để trở thành những đệ tử Phật, sống một đời sống của Sa Môn, đầu tròn áo vuông, với đời sống rất là giản dị, không có nặng về nghi lễ, mà trở về với cuộc sống của chánh niệm tỉnh giác. Thưa quý vị, hình ảnh của những cái mái đanh hay mái tóc bệnh và vô số pháp khí pháp cụ được quan trải theo dòng sông đã nói lên một cái sự chuyển hóa to lớn ở trong cái dòng tâm thức của thời bấy giờ. Ngay cả ngày hôm nay, nếu chúng ta về tại Ấn Độ mà chúng ta hiểu cái sự hành trì, hiểu cái cuộc sống của các vị tu sĩ Bà La Môn, thì chúng ta thấy rằng hình ảnh của những mái tóc đó, những pháp khí pháp cụ đó mà thả cái dòng sông Niranjan, nó là một cái dấu ấn quan trọng trong một sự thay đổi tận cùng, một sự thay đổi to lớn. Giống bây giờ mà mình nói một vị tu sĩ rất là nổi tiếng về cúng kiến chùa to Phật lớn, và bây giờ bỏ tất cả mà đi tu thiền lớn chuyện lắm. Dạ, nó là sự đổi đời lớn chuyện lắm. Thì khi mà những vị xuất gia không lâu thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài nhân một cái đám cháy rừng, và ngài đã giảng về lửa trong bài kinh về lửa, và cũng có một cái duyên đặc biệt là Thượng Tọa Tự Sư hay thích nhắc lại cái câu chuyện về bài kinh về lửa này, anh chúng tôi không có nhắc. Thì khi mà Đức Phật ngài giảng về kinh về lửa này đó, thì cả 1.003 vị đều chứng quả A-la-hán, trở thành một hội chúng rất là thanh tịnh, rất là đông đảo. Kỳ thực thì Ngự Rú Lá Cát Cát Pá ở trong số các đệ tử Phật đó, được xem như là thù thắng về cái số đệ tử đông đảo. Rồi với 1.003 vị A-la-hán này, Đức Thế Tôn này đã đi về Vương Xá Thành, kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà. Ngài đi vào thành với một sự tôn nghiêm, mặc dù năm đó ngài rất là trẻ, 37 tuổi thôi, sau mùa an cư thứ hai, 37 tuổi, ngài đã đi vào trong thành Vương Xá Thành,
Và khi mà Ngài đi đến thì có rất nhiều hiện tượng. Thứ nhất là người ta thấy rằng Đức Thế Tôn đi trước và đi theo sau là tôn giả Uruvela Kassapa, một vị danh sư, một vị vốn rất là nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng mà đã đi sau Đức Phật. Và có người hỏi rằng không biết là Đức Phật và Uruvela Kassapa ai là thầy, ai là trò, bởi vì Uruvela Kassapa được kính trọng lắm, được ngưỡng mộ lắm thời đó. Và khi Uruvela Kassapa đọc được cái ý nghĩa của những vị này, thì khi mà Đức Thế Tôn nghỉ chân thì tôn giả Uruvela Kassapa đã đắp y trái nên đảnh lễ Đức Phật và nói lên một câu rằng: con đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài thầy của con và con là đệ tử của Ngài. Thưa quý vị, chỉ riêng một cái nghĩa cử và một lời nói rất ngắn đó đã làm xúc động bao nhiêu người. Chứ bây giờ họ thấy rằng một vị danh sư mà nổi tiếng mà lại đảnh lễ một vị sa môn trẻ, quả thật là ở trong đó có quá trời có tá và một số người đã phát tâm quy ngưỡng xuất gia hoặc là đi theo Đức Phật bởi vì nhìn thấy cái hình ảnh của công giả Uruvela Kassapa đại lễ Đức Phật. Và trong kinh cũng nói rằng Đức Thế Tôn đã đi vào trong thành Vương Xá, theo sau là một đại chúng tỳ kheo hoàn toàn là những bậc la hán thanh tịnh. Và Thiên Chủ Đế Thích đã biến thành một thanh niên trẻ tuổi mang một cái cây kèn đi trước và phát ra cái âm thanh tuyệt vời khiến cho mọi người chú ý và đã nói lên lời ca ngợi một vị đạo sư. Mà người ta không biết rằng tại sao lại có cái sự kiện như vậy. Rồi người ta lại về báo cho vua Bình Sa Vương nghe. Vua Bình Sa Vương với hoàng bào chỉnh tề đã ra tận cổng thành Vương Xá để gặp lại một người mà 7 năm trước đó nhà vua đã từng gặp, đã từng phát tâm kính ngưỡng và xin chia nửa giang sơn. Thì chúng ta biết rằng vua Bình Sa Vương nhỏ hơn Đức Thế Tôn 6 tuổi, là một vị tân quân trẻ tuổi khi gặp Đức Thế Tôn. Và về sau này thì dĩ nhiên là cái khoảng cách tuổi trẻ, nhưng mà Bình Sa Vương luôn luôn mến mộ và kính trọng Đức Phật khi mà chưa thành đạo. Và dĩ nhiên sau này thành đạo khi gặp lại thì mừng lắm. Và giống như là một cái căn cơ chín mùi, Đức Thế Tôn chỉ trong một vài lời khai thị ngắn ngủi đã khiến cho vị vua này trở thành một đệ tử, mà không phải là một đệ tử bình thường, mà là một đệ tử chứng sơ quả và tu đạo Phật. Đó là vị vua đầu tiên quy ngưỡng Đức Phật. Và chúng ta nên biết rằng Vương Xá Thành là kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà, và Ma Kiệt Đà là một ở trong hai cái vương quốc lớn của Ấn Độ, của miền Trung Ấn thời bấy giờ. Đó là vương quốc Diệu Tắc La và Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một cái quê hương rộng lớn, sầm uất giàu có về kinh tế, nhưng mà lại là một cái trung tâm học thuật có rất nhiều nhà trí thức thời bấy. Và khi nhà vua trở thành một thánh cư sĩ đệ tử Phật, và nhà vua là một cái vị chăn dân trị nước, là người đứng đầu, thì quy ngưỡng Đức Phật có một ảnh hưởng rất lớn. Và chúng ta thấy hai cái yếu tố rất là quan trọng khi Đức Thế Tôn Ngài mở đầu cuộc hoằng pháp, đó là Ngài đã có một cái đồ chúng mà dẫn đầu đời chúng này là ba vị Kassapa, trong đó Uruvela Kassapa là sư trưởng rất là nổi danh, là những vị tu sĩ Bà La Môn trở thành đệ tử Phật. Và cái vị đứng đầu của vương quốc Ma Kiệt Đà là của Bình Sa Vương trở thành đệ tử cư sĩ hộ pháp. Hộ pháp bằng một cái côn cách của vị thánh Tu Đà Quần, hộ pháp bằng cái tư cách của một người hiểu đạo, chứ không phải là hộ pháp theo cái kiểu mà chúng ta gọi là học trò cuồng tín ủng hộ thầy. Vua Bình Sa Vương là một vị thánh đệ tử Phật. Thì thưa quý vị, nhà vua đã nghĩ ngay đến một chuyện rất là cụ thể, là làm thế nào mà có một cái nơi cư trú thích hợp cho Đức Phật và các đệ tử. Và nhà vua đã bạch với Đức Phật. Đức Phật đã trả lời rằng một nơi không quá xa, không quá gần, không quá xa để tiện việc khất thực hàng ngày, và không quá gần, tức là nó không có quá huyên náo ồn ào như gần chợ chẳng hạn, là nơi thích hợp.
Và câu trả lời của Đức Phật khiến nhà vua nghĩ ngay đến một nơi mà nhà vua tin rằng Đức Thế Tôn sẽ hoan hỷ lắm. Đó là Viluvana, là trúc viên hay là trúc lâm. Đó là một ngự viên mà trồng nhiều trúc và rất đẹp, nằm ở tại thành Vương Xá, không có xa xuống nước nóng bao nhiêu. Thì nhà vua mỗi lần mà mệt mỏi vì triều chính, mỗi lần mà cần tìm nghỉ dưỡng thì nhà vua hay đến ngự viên này. Ở tại đó có cái trú xứ sẵn và có những cái cây trúc, có những nhiều vườn trúc mọc rất đẹp, được sắp xếp như một ngự viên hết sức là công phu. Và nhà vua đã xin thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về trai tăng ngày hôm sau ở tại trúc viên. Và khi đó nhà vua đã cầm một cái bình nước vàng, đã rót vào trong tay của Đức Phật, biểu tỏ lộ một sự chuyển giao để cúng dường cái ngự viên này lên cho Đức Phật và Thánh Chúng Tăng già. Đó là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Chúng tôi nói điều này với cái tâm rất là mong mỏi rằng sau đại dịch, nếu có Phật tử nào lần đầu tiên được đi hành hương Ấn Độ trở lại sau mùa đại dịch, quý vị đến Trúc Lâm, nên đứng ở bên bờ hồ nơi mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng đã từng sử dụng, đứng ở trong khuôn viên chùa Kỳ Viên, nên cảm nhận một cách sâu sắc về những cái sự kiện lịch sử mà đã xảy ra ở tại ngôi chùa này, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Từ đó ngôi nhà giáo pháp được thiết lập và lan tỏa khắp năm châu bốn biển ngày nay, một nơi mà chúng ta không thể không thăm viếng khi mà chúng ta hành hương sang Ấn Độ. Và thưa quý vị, khi bậc vua Thương Bisharat hay là vua Bình Sa Vương cúng dường lên Đức Thế Tôn, ngôi chùa Trúc Lâm, thì chúng ta cũng nên hiểu một chút về cái vị thế quan trọng của ngôi chùa này. Ngôi chùa này tọa lạc ở trong thành Vương Xá. Vương Xá là kinh đô xứ Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một vương quốc lớn, gọi là nhất nhì so với Cô Xá. Và Vương Xá là một trung tâm học thuật, có rất nhiều nhà trí thức. Về sau này, những cái địa danh của Vương Xá đã vĩnh viễn đi vào trong dòng lịch sử của Đạo Phật, như là Linh Thú Sơn, Hang Khắc Diệp hay Suối Nước Nóng và nhiều cái địa danh khác. Mỗi lần mà chúng tôi sang Ấn Độ đó và đến tại Vương Xá Thành, một cái thung lũng bao bọc chung quanh bởi những cái rặng núi, ở trong đó kể cả cái ngọn quê Pula đó, thì chúng tôi cảm nhận đó là một vùng đất gọi là vùng đất thiêng, không phải chỉ được đề cập đến trong giáo pháp của Đức Phật mà còn có một lịch sử rất lâu, như chúng ta nghe ở trong kinh Thôn Tiên của kinh của Trung Bộ, nói về chư Phật độc giác ở trong quá khứ và nhiều vị Phật khác nữa. Ở tại Vương Xá Thành là một địa danh đã chứng kiến những cái sự kiện rất lịch sử, trong đó vua Bimbisara là vị vua, là vị hoàng đế đầu tiên trở thành Phật tử hộ pháp. Mà chúng ta cũng được biết những cái sự kiện chấn động, không phải có một vị vua, một vị nhân chủ đứng đầu một quốc gia quy ngưỡng Phật. Mà có chuyện khác khi mà chúng tôi nói ra thì có lẽ quý Phật tử cũng khó mường tượng hết là cái biến cố này nó trọng đại như thế nào. Đó là trường hợp của Sunita, một người cùng đinh làm công việc quét đường
Người cùng đinh là thuộc cái giai cấp Thủ Đà La, bị xem thường, bị ruồng rẫy, và ai cũng có thể mắng chửi, những giai cấp trên cũng thêm chửi, thậm chí thì đánh đập, mà không có được sự bảo vệ nào trong xã hội hết. Họ nghèo, họ khổ, và họ không có được cái quyền làm người, cái quyền để sống và cạnh tranh ngang bằng với những giai cấp khác. Và một lần Đức Thế Tôn ngài đi khất thực ở trong thành Vương Xá, lúc bây giờ Sunita là một người quét đường thuộc giai cấp cùng trịch, rất là kính ngưỡng khi mà nghe và biết về Đức Phật, nhưng mà vị này không dám đứng ở bên ngoài để gặp Đức Phật, mà nép ở trong một gốc cây, rất là kín đáo ở bên vị đường, để chắp tay lại Phật. Hình ảnh nó thương lắm, rất thương một người nghèo khổ cùng đinh, kính ngưỡng Phật, Phật mà không có dám gặp ngài. Đến khi Tôn ngài đi ngang và ngài xoay người lại, ngài hỏi Sunita đang làm gì. Sunita nói rằng con là người kính ngưỡng ngài, nhưng mà con không, vì con là giai cấp hạ tiện, thì con không có ra gặp ngài được. Đức Phật ngài đã hỏi một câu và làm Sunita rất là ngạc nhiên. Lại hỏi Sunita có muốn xuất gia không? Và rồi với giọng nước mắt chảy xuống, Sunita bạch Đức Thế Tôn rằng con không gì nghĩ rằng con có thể được như vậy, nhưng mà nếu ngài cho phép con xuất gia. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã dẫn Sunita về chùa Trúc Lâm. Và lần đầu tiên ở trong lịch sử của Ấn Độ, một người cùng kinh mặc y cạo tóc, ngồi ngang với các đệ tử Phật, các tỳ kheo, ở trong đó có những bậc long tượng của Phật pháp. Và còn hơn thế nữa, khi mà vua Bình Sa Vương là một vị vua dòng sát tế liệt, vị vua xuống đảnh lễ Đức Phật mà ngồi thơm chư tỳ kheo, dĩ nhiên thấp hơn Sunita, và đảnh lễ chư tỳ kheo, trong đó có Sunita và quần chúng Phật tử của bạn. Và việc mà Sunita được trở thành một tỳ kheo, nhận được sự cung kính cúng dường, đã trở thành một cái cơn địa chấn, chấn động cả thành Vương Xá. Người ta xôn xao, không ngờ là có một người trong giai cấp cùng đinh lại được Đức Phật nhận vào ở trong chúng và trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị tôn giả. Thật ra thưa quý vị, chúng ta lớn lên trong xã hội Việt Nam hay xã hội Hoa Kỳ, ngày nay chúng ta sống tương đối rất là bình đẳng. Người ta không kỳ thị về giai cấp, về giới tính, về màu da, cũng có, nhưng mà nó không có giống như ngày xưa. Chúng ta không hình dung hết, chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhưng mà ngay cả hôm nay chúng ta về Ấn Độ mà chúng ta thấy điều đó cũng là điều khó rồi. Đừng nói chi là thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Phải cảm nhận một cách sâu sắc về cái bối cảnh xã hội, về bối cảnh văn hóa, thì chúng ta mới thấy rằng một người cùng đinh và mặc y cạo tóc lên ngồi chung với các vị tỳ kheo để nhận cái sự lễ bái của nhà vua và các vị bà la môn cũng giống như là những đệ tử cư sĩ khác của Đức Phật, thật là điều mà chúng ta nói rằng không đơn giản chút nào. Chúng ta nghe những câu chuyện khác, ở trong đó có Hoàng Phi Khê Ma là một mỹ nhân rất đẹp, là một hoàng phi của vua Bimbisara, là một người vốn có mặc cảm với giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà rồi do cái sự cố gắng của Bimbisara, và hoàng phi đã đến gặp Đức Thế Tôn lãnh hội chánh pháp. Và vị này đã về sinh với vị Sa Vương để xuất gia trở thành vị tỳ kheo ni, và vị này trở thành một thánh ni đệ nhất trí tuệ ở trong giáo pháp của Đức Phật bên ni giới. Thật ra thì chuyện này cũng có đơn giản.
một bà hoàng, một hoàng phi mà trở thành một vị xuất gia cạo đầu đắp yên như khất thực không ta? Cũng là một chuyện lớn. Nhưng may mắn thay vị này đó, lại có một người chồng tức là vua Bimbisara, lại là một một cư sĩ thánh đệ tử Phật chứng quả Tu Đà Hoàn, nên được chấp nhận rõ ràng. Thật rất khó tưởng tượng, rất khó tưởng tượng một vị hoàng phi mà đang cái tuổi xuân xanh sắc đẹp, là một mỹ nhân ở trong thiên hạ, mà cạo đầu đắp y, từ bỏ cái cuộc sống cư sĩ trở thành một vị tỳ kheo ni như vậy. Chúng ta có nghe nhiều câu chuyện ở tại Vương Xá Thành, trong đó kể câu chuyện ngài Maha Kassapa là một vị đại trí thức của Bà La Môn, xuất thân từ một gia đình rất là giàu có. Ngài Sariputta, ngài Moggallana đều là những trí thức đương thời bây giờ đã đến và trở thành đệ tử Phật. Tất nhiên là khi mà chúng ta kể lại câu chuyện lịch sử, thì chúng ta chỉ có thể nói cái đại lực. Nhưng mà nếu có đặt chân đến Ấn Độ và hiểu cái bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, thì quý vị mới thấy rằng những cái sự kiện đó đúng là những sự kiện kinh thiên động địa. Chúng tôi cũng có ghi trong này là Vương Xá Thành không phải chỉ là nơi có ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo là ngôi chùa Trúc Lâm, mà còn có thạch động Sattapani mà chúng ta gọi là hang Thích Diệp, là nơi mà lần đầu tiên những lời dạy của Đức Phật được 500 vị A-la-hán dưới sự chủ tọa của ngài Maha Kassapa và hai vị mà thông suốt pháp và luật bây giờ, tức là ngài Ananda và Tôn giáo Upa, đã kết tập những lời dạy của Đức Phật mà hai vị này đã học, đã nghe và trở thành một cái hệ thống kinh điển mà chúng ta học ngày nay, cho đến ngày nay cũng diễn ra tại Vương Xá Thành. Ngôn ngữ của Sư Ma Kiệt Đà mà ở trong đó đặc trưng là ngôn ngữ Rajaka đã trở thành cái ngôn ngữ để chép kinh, chúng ta gọi là điển ngữ, và ngôn ngữ đến ngày nay chúng ta gọi là Pali. Pali, Pali cũng là một cái cổ ngữ mà chúng ta học hàng tuần ở trong lớp học này, và ngày nay trở thành một cái ngôn ngữ hoàn cổ ở trong Phật giáo, nghĩa là chư tăng dù quốc gia nào, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, v.v. tôn trong Phật giáo đều tụng bài kinh này, kinh Pali. Thì chúng ta có dịp để về lại Vương Xá Thành, ngày nay một phần của tỉnh Bắc Bihar, thì chắc nên đặt chân đến để chiêm bái, thăm viếng, cảm nhận, hiểu thêm về vùng đất địa linh nhân kiệt, một vùng đất thiêng liêng, một vùng đất có quá nhiều cái sử gắn bó với Phật giáo, và đặc biệt là Phật giáo buổi sơ thời. Thưa quý vị, phần sau cùng của bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến điều mà
chúng ta gọi là bước đầu thiết lập ngôi nhà giáo phẩm. Hồi nãy thì Tòa Từ Siêu cũng có đề cập đến trong phần dẫn nhập là có một đặc điểm là do cái duyên, do cái đại sự nhân duyên ở trong buổi đầu của giáo Phật. Hầu hết những vị xuất gia thời đại tiếng Phật là những đệ tử rất là ưu tú, rất là kiệt xuất, rất là thanh tịnh về tài năng, trí tuệ và sự chứng ngộ. Họ là những đệ tử lỗi lạc. Và ngôi nhà giáo pháp đã được xây dựng ở bước đầu rất là căn bản. Giống như chúng ta xây dựng một tòa lâu đài, thì thưa quý vị, cái việc đầu tiên là phải xây dựng cái nền móng. Nền móng mà không chắc, không tốt thì những cái công đoạn sau này khi chúng ta xây cất nó đều không có vững vàng. Mà nền móng rất là quan trọng. Thì chúng ta điểm sơ qua một số những cái nền móng bản của giáo pháp. Thứ nhất là phải nói đến tăng già, tức là hội chúng xuất gia của đệ tử Phật. Và tiêu biểu nhất là sự xác lập hai cái ngôi vị gọi là thường trụ. Tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên không phải là những đệ tử đầu tiên Phật. Như chúng ta biết là trước khi tôn giả Xá Lợi Phất cùng giả Mục Kiền Liên trở thành đệ tử Phật thì đã có những vị như là nhóm Năm Nam Thiều Trần Như, gồm có 5 vị. Nhóm của Ngài Giá Xã có 55 vị. Nhóm của những vị Urun, những vị Kassapa, dẫn đầu là Urun Vela Kassapa, có 1.003 vị. Nhưng mà không phải là những vị tu trước, lại là những bậc thượng thụ. Cái lại khi mà Upatissa và Koliya mà được biết với cái tên của Sariputta và Moggallana còn là cư sĩ, mới có chứng quả tu độc quần và nhanh chóng tìm đến giáo pháp của Đức Phật, thì các vị đi từ xa đến, Đức Phật nhìn ra và Ngài nói với chư tỳ kheo rằng đó là Sariputta và Moggallana, hai vị sẽ đến xuất gia và trở thành vị thường trụ Thanh Nghiêm Văn trong giáo pháp của Như Lai. Và quả thật thì sau khi vị xuất gia, trong 2 tuần lễ đầu tiên thì cả hai vị này đã đạt đến cái đích điểm cao nhất là giác ngộ giải thoát. Theo trong kinh đó, thì mặc dù Ngài Xá Lợi Phất thì một kiền liên, và trong kinh Pali chúng ta gọi là Sariputta và Moggallana là những đệ tử thinh văn, đệ tử Phật. Nhưng mà về phương diện ba la mật hạnh thì các vị này đã viên mãn 20 ba la mật hạnh chứ không phải là 10 ba la mật hạnh. Chư Phật còn giác là viên mãn 30 ba la mật hạnh, tức là trau dồi ba la mật mà không phải chỉ xả bỏ tất cả ngoại thân, xả bỏ tứ chi mà xả bỏ mạng sống. Chư Phật độc giác thì có 20 ba la mật hạnh, do đó các ngài đạt đến quả vị mà tự mình giác ngộ. Và chư vị thanh văn giác là vị viên mãn 10 ba la mật hạnh. Nhưng mà riêng về vị vị thượng thủ thanh văn ấy, thì các ngài viên mãn 20 ba la mật hạnh, tức là tương đương với chư Phật độc giác. Và trong số đệ tử Phật này thì tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, và tôn giả Mục Kiên là đệ nhất về thần thông. Chúng tôi có đề cập giống như là ở trong một triều đình mà có văn quan và võ tướng, một vị văn, vị phải võ. Nhưng mà nói như vậy thì rất là dễ bị ngộ nhận, là bởi vì chúng ta có thể nghĩ là tôn giả Xá Lợi Phất là đại trí tuệ nhưng mà không có thần thông, hay thần thông rất ít, hay tôn giả Mục Kiền Liên chuyên về thần thông không trí tuệ. Mà cũng theo trong sớ giải thì nói về thần thông thì tôn giả
Xá Lợi Phất thì thua có ngài Mục Kiền Liên. Và nói về trí tuệ thì tôn giả Mục Kiền Liên có thua có ngài Xá Lợi Phất, tức là cũng cũng ở bậc siêu tuyệt. Chỉ có cái là về trí tuệ thì tôn giả Xá Lợi Phất thù thắng hơn ngài Mục Kiền Liên, và về thần thông tôn giả Mục Kiền Liên thù thắng ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thưa quý vị, hai vị thượng thủ thiên văn có mặt trong giáo pháp, mặc dù xuất gia sau, những vị như là Uruvela Kassapa và các đệ tử, các anh em huynh đệ sau ngày Giá Xá và cái nhóm bạn của mình sau ngày Côn Đanh Giá, ngày Kiều Trực Như, nhưng mà ngồi trong hội chúng với Đức Phật thì hai vị đã ngồi trên đầu do Đức Phật ngài xác lập cái vị trí quản chúng, như vừa là giáo thọ dạy dỗ, và theo trung kinh thì ngài Xá Lợi Phất ngài thường hướng dẫn cho các vị sơ cơ với pháp học, và ngài Mục Kiền Liên là phụ trách về hướng dẫn về pháp hành, tức là những vị đã có lòng tin rồi đi xa hơn ở trong lĩnh vực thiền định. Hai ngày chia nhau như vậy. Và thưa quý vị, cũng ở tại chùa Cất Lâm, trong một ngày trăng tròn tháng Ma Cát, Đức Thế Tôn ngài đã ngồi trong một thánh hội. Thánh hội này rất là đặc biệt và chỉ có một lần xảy ra trong giáo pháp của Đức Phật, là tất cả những vị có mặt, những đệ tử có mặt đều là những bậc thánh quả vô lậu giải thoát và đều được xuất gia ở trong cái cách mà nhanh nhất, đó là Đức Phật này chỉ gọi Ehi Phikkhu, thiện lai tỳ kheo, là trở thành một vị tỳ kheo đệ tử Phật. Và những vị này tự ý vân tập về do cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật này không có lời mời, trong một ngày trăng tròn tháng Ma Cát. Và Đức Thế Tôn ngài đã tiên thuyết giới bổn Uvada Panimokkha. Giới bổn này khởi với bài kệ mà chúng ta quen thuộc: không làm tất cả ác, quân tu những hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Mà trong kinh chữ Hán chúng ta cũng thường chữ ác mà ác chúng thiện phục hành, tự tịnh thì ý chỉ chư Phật giáo. Và tiếp theo đó thì Phật khẳng định rằng một vị sa môn, đúng nghĩa là sa môn, là không có tổn hại, không gây tổn hại cho ai, không hủy bán cho ai, không có đe dọa, không dụ dỗ, không mua chuộc ở trong việc hoằng pháp. Tức là cái tôn chỉ hoằng tường chánh pháp là chỉ nghĩ đến lợi lạc cho người khác, nhưng nghĩ đến lợi lạc một cách cao đẹp, chứ không phải là dùng đồng tiền ra để mua chuộc, dùng cái thế lực để dọa hãm, để người ta theo đạo mình, không có. Và Đức Phật cũng xác lập cái đời sống của một vị sa môn đúng nghĩa, mà không phải riêng trong giáo của ngài, mà giáo pháp chư Phật đều dạy đó. Là ví dụ như là tiết độ trong ẩm thực, thu thúc sáu căn, sống độc cư thanh tịnh, tu tập thiền định nội tại, vân vân. Những cái nguyên tắc chính, những cái nét chính ở trong đời sống tu tập, mà không phải chỉ riêng Đức Phật mà tất cả tam thế chư Phật đều truyền dạy giống nhau. Và đây là cái mà chúng ta gọi là giới bổn. Cái giới bổn này nó hơi khác với cái giới bổn vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta tạm gọi là cái tôn chỉ tu tập hoằng pháp được giảng ở trong kinh Uvada Panimokkha. Và cái tôn chỉ tu tập hoằng pháp này cũng như cái tổng quan của giáo pháp đã được Đức Thế Tôn ngài giảng trong một ngày trăng tròn tháng Ma Khát, ở trong một hội chúng, người hội chúng tối thiện, một hội chúng hoàn toàn thanh tịnh, và ngày nay trở thành một trong những cái nền tảng căn bản của giáo pháp. Thì chúng ta là người Phật tử, là người con Phật, không thể không biết về cái tôn chỉ của giáo pháp này. Thưa quý vị,
cũng nên nhắc thêm một chi tiết khác. Nó không phải là mới nghe thì giống như một sự tình cờ, nhưng mà trước khi Đức Thế Tôn cày Niết Bàn, Ngài đã làm một hành trình khởi đi từ Vương Xá. Vương Xá là nơi Đức Thế Tôn đã bắt đầu công việc hoằng pháp. Và khi Ngài viên tịch thì Ngài cũng khởi đi từ Vương Xá để đến Vesali, băng qua Pataliputta và cuối cùng đến Kusinara và Ngài viên tịch. Thì trước khi rời Vương Xá thành, Đức Thế Tôn đã truyền dạy cái pháp gọi là Tăng Già Hưng Thịnh Pháp. Và chúng ta về sau này được biết là những yếu tố thịnh suy của giáo pháp được tìm thấy trong kinh Mahaparinibbana. Ở trong những yếu tố thịnh suy này, Đức Phật Ngài nhắc lên những cái đặc điểm của một cái cộng đồng Phật giáo, một cộng đồng tăng lữ, những yếu tố nào khiến cho cộng đồng đúng nghĩa là cộng đồng, và cái, những yếu tố cộng đồng đó, ví dụ như là thường xuyên tụ họp, và tụ họp ở trong cái tinh thần đoàn kết, không có tranh cãi sửa đổi những cái điều luật căn bản, và biết tôn trọng các vị trưởng lão và vân vân, những cái yếu tính mà tạo nên sự lành mạnh của một cộng đồng lành mạnh. Và Ngài cũng nói rằng cái sự hưng thịnh của giáo pháp nó dựa đến rất nhiều vào cái phẩm chất tu học của mỗi một vị tỳ kheo. Đừng nói rằng mình nhỏ bé, mình là cá nhân, mình không đóng góp vào trong sự thịnh suy của giáo pháp. Ngày nào còn có những vị hành trì giáo pháp như là chúng ta Thích Giác Chi chẳng hạn, thì ngày đó giáo pháp còn hưng thịnh. Giáo pháp hưng thịnh ở trong lòng mình thì mới hưng thịnh ở bên ngoài. Chúng ta thường quan niệm cái chuyện hưng thịnh của giáo pháp là cái hình thức ở bên ngoài, một chúng ta quên đi những cái tố chất ở trong của mỗi vị tỳ kheo. Và những cái pháp làm cho hương tình tăng già đã được Đức Phật dạy ở tại thành Vương Xá. Và thứ thì cũng chính nơi này, sau này sau khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch được 3 tháng, thì chư vị A-la-hán đệ tử Phật với sự chủ tọa về Ma Kassapa đã kết tập tam tạng kinh, chọn lựa cái ngôn ngữ của xứ Magadha, tức là từ cái khẩu âm cho đến hành văn cho đến văn tự của Magadha, là cái ngôn ngữ để bảo lưu những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta biết ngôn ngữ Pali ngày nay. Và cuộc kết tập tam tạng này được chủ trì bởi Ngài Mahakassapa. Ngài Mahakassapa Ngài có một cái sứ mạng rất là đặc biệt, là Ngài là một cái biểu tượng của cái đời sống tịnh tu, bởi vì Ngài chưa bị đầu đà. Và nếu chúng ta đọc lịch sử của Đạo Phật những năm tháng về sau này, thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài ở phần lớn ở tại Xá Vệ, và Xá Vệ là cái nơi, Savasthi là cái nơi mà Đức Thế Tôn Ngài đã cho thiết lập cái lục tạng, và Ngài Upali được học trực tiếp, thì phần lớn ấy, những cái việc mà quyết định làm cái bóng mát cho tăng chúng ở tại Vương Xá Thành thì ủy thác cho Ngài Mahakassapa là vị trưởng lão ở tại thành Vương Xá. Ngay chúng ta về thì vẫn còn một cái nền tháp, nơi đánh dấu trước kia là một cái am thất của Ngài Mahakassapa và là ngôi tháp thờ Ngài. Ngài Mahakassapa đã đứng ra để chủ trì cuộc kết tập tam tạng kinh điển với cái sự tham dự đặc biệt của hai vị tôn giả Upali và tôn giả Ananda. Thì Upali là một vị thọ trì lục tạng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật, và Ngài Ananda là vị thị giả, cũng là vị thủ khố hành pháp. Thứ gì hệ thống kinh điển ngày nay mà chúng ta được học và được học mỗi ngày là thật ra lần đầu tiên kết tập ở tại Vương Xá Thành, và về sau này có những lần trùng tuyên như trùng tuyên ở Vesali lần thứ hai, ở Pataliputta lần thứ ba, và lần thứ tư thì ở tại Tích Lan,
được viết trên cái lá bố gì về lá bối. Rồi lần thứ năm, thứ sáu ở trong lịch sử đương đại thì cuộc trùng tuyên lần thứ sáu diễn ra ở tại Yangon, ở tại Miến Điện, mà chúng ta có hai vị kỳ kheo Việt Nam, đó là Hòa Thượng Bửu Chơn và Ngài Hộ Giác, và Thượng Hộ Giác là thành viên trong 2.500 vị tịnh tộc đó. Thưa quý vị, như vậy thì bương sát hạnh không phải chỉ gắn bó với cái lịch sử ban sơ của Đạo Phật, mà mãi cho đến sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, với cái công cuộc kết tập vĩ đại mà chúng ta có được tam tạng kinh điển ngày nay. Ngày hôm nay chỉ nhắc lại mức độ hoằng pháp để chúng ta có thể cảm nhận được là ngay trong buổi sơ thời, Phật giáo hay là ngôi nhà của giáo pháp đã được thiết lập với cái nền tảng vững vàng về nhân sự, về cơ sở, về tôn chỉ. Và từ đó trở đi thì chúng ta thấy Phật pháp đã lan tỏa ở trong cả 16 cái quốc độ của Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế. Và ở trên quê hương Ấn Độ, Phật giáo đã tồn tại 1.700 năm, từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12. Cho đến ngày hôm nay thì những gì mà chúng ta được tu, được học, được biết, thì thứ gì có một cái mắc nguồn từ cái buổi sơ thời của giáo pháp Đức Phật, mà chúng ta là con Phật không thể không biết và không thể không nên lơ là về điểm này. Chúng ta phải trở về lại với nguồn cội và đọc những trang sử buổi sơ thời để thấy được cái tính cách quan trọng của lịch sử, những sự kiện xảy ra trong giáo pháp của Đức Phật. Và từ đó chúng ta cảm nhận được những cái giá trị cao cả, và đặc biệt là cái sự diệp phúc may mắn mà mỗi chúng ta có được để tiếp nối cái truyền thống vĩ đại của chánh pháp. Khi mà chúng ta nói về sự thiết lập của Phật giáo buổi sơ thời thì chúng ta không thể không nói đến những con người vĩ đại, những cái địa danh mà quan trọng và những sự kiện đầy ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi mong rằng với cái bài học ngày hôm nay sẽ là một ở trong những điểm nhấn của giáo trình này, để chúng ta có thể nắm vững, nắm rõ là cái công cuộc hoằng truyền Phật pháp thời Đức Phật còn tại thế đã bắt đầu như thế nào, và chúng ta nên quan niệm một cái chính xác như thế nào để rút ra những bài học rất là quan trọng ở trong sự tồn tại của giáo pháp và sự tu tập bản thân của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tiếp theo. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu đang ở trước máy, xin kính thưa Thượng Tọa quan hệ nói cho phần tiếp theo, kính cùng tên Thượng Tọa. Anh đã bùng phật thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tiếp theo bài giảng của Thượng Tọa Trước Đẳng, chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài điều trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Trước Đẳng.
soạn những câu thảo luận của chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đi đến với Phật pháp thì ta có ba cách, có ba cách đến. Có một số người thì họ không có vội gì để tìm hiểu, không còn biết Đức Phật là ai, không còn biết giáo lý dạy những gì. Mà trước tiên là họ thích đi đến những cái trung tâm thiền định để họ học cái cách hành thiền. Họ tu tập thiền định như vậy, sau một thời gian dài bắt đầu họ cảm nhận được cái lối sống tu tập đem lại cái sự an vui, không phiền toái trong cuộc sống. Từ đó họ bắt đầu có niềm tin đến Phật pháp. Nhưng mà đa phần những người như vậy đó, họ đến với Phật pháp nếu có duyên lành và đạt đến thánh đạo thánh quả, hoặc là đạt đến cái sự chứng đắc thiền định, thì cái này là tốt rồi. Nhưng nếu như đi đến theo cái cửa ngõ đó, họ có niềm tin nơi Phật pháp và họ cảm thấy lý thú với cái cuộc sống thực hành thiền định, nhưng mà rồi nói về chiều sâu hiểu Phật pháp thì họ chẳng hiểu bao nhiêu. Đó là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai đi đến với Phật pháp đó, là họ đọc nhiều kinh điển, họ đi nghiên cứu. Và có nhiều người là họ bỏ ra một thời gian dài để họ nghiên cứu về kinh tạng, luật tạng hay là thắng pháp. Họ có những cái bình luận, hoặc là họ có những cái cách để giải thích giáo lý của Đức Phật. Thì cái điều này cũng hay thưa quý vị. Họ làm cho cái văn học Tam Tạng sáng thêm. Bản thân của họ hiểu biết thêm. Nhưng mà nếu người đã đi đến với Phật pháp và theo cái ngõ là họ nghiên cứu tạng kinh điển, thì họ như là những học giả họ không có mấy gì quen thuộc với
pháp hành, thiền định. Họ cũng không có tha thiết về cái vấn đề lịch sử của Phật Pháp, lịch sử của Đức Phật. Còn có người đi đến với Phật Pháp trong cái ngõ thứ ba là họ đi tìm tòi về cái niên đại của niên đại sự ra đời của Đức Phật thành đạo Quần Pháp và Niết Bàn. Họ nghiên cứu tường tận về cuộc đời của Đức Phật, từ đó họ mới thiết lập cái niềm tin. Thì ở đây trong ba cách mà đi đến với Phật Pháp như vậy đó, thì ở trong cái bộ môn Phật Pháp cơ bản, trước tiên là chúng ta hãy tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật, rồi mới bàn đến vấn đề giáo pháp. Thì hàng ngày chúng ta đã học qua kinh tạng là Tương Ưng, Trung Bộ, Trường Bộ, vân vân, rồi học Thắng Pháp. Cho nên ở trong cái môn học Phật Pháp cơ bản, chắc có lẽ là chúng ta sau khi nói về Đức Phật thì chúng ta sẽ nói về giáo pháp, mà chúng ta nói về những cái pháp then chốt thôi, chứ không có học từng bài kinh nữa. Nhưng mà song song với cái việc mà chúng ta tìm hiểu lịch sử đó, thì chúng ta cũng nên chọn cho mình một cái pháp môn để chúng ta tu tập, chúng ta hành trì. Chứ nếu mà chúng ta biết về lịch sử của Đức Phật, chúng ta biết rõ ràng về cái nội dung của giáo pháp mà chúng ta không có thiết tha trong cái việc mà chúng ta thực hành lời dạy của Phật, thì là một thiếu sót, một điều tiếc nuối. Cho nên ở đây, ngày hôm nay chúng ta được học nói về khởi đầu của công cuộc Quần Pháp sau khi thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây không những trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta nói về những cái mốc lịch sử, mà chúng ta còn phải hiểu rõ tường tận những cái gì mà trong buổi sơ khai Đức Phật đã dạy. Như là bài kinh chuyển pháp thuyết cho năm thầy Kiều Trần Như, rồi bài kinh Anattalakkhanasutta, bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật này cũng dạy cho năm thầy Kiều Trần Như, sau đó 3 ngày các vị chứng quả là hán. Rồi bài kinh Adittaprayayasutta, bài kinh đốt nóng, bài kinh nói về pháp môn đốt nóng đó, mà Đức Phật đã thuyết cho 3 anh em vị đạo sĩ Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gajana Kassapa. Gajana Kassapa 1003 vị đạo sĩ này sau khi nghe bài kinh này thì các vị đã đều chứng quả A-la-hán.
Rồi trong cái thời gian này là Đức Phật Ngài thuyết về, gặp mỗi cái trường hợp như là thanh niên giá xá và 55 người bạn, 54 người bạn của thanh niên giá xá. Đức Phật Ngài cũng thuyết về tứ đế, nhưng mà trước đó là Ngài nói đến năm cái pháp bất tha, là tuần tự pháp thoại. Ngài thuyết về vũ thí, Ngài thuyết thuyết về cái quả của sự trì giới, Ngài thuyết về cái hạnh phúc của trời, rồi Ngài thuyết về những cái hiểm họa của dục lạc, cam ma đi nó quá. Rồi Ngài thuyết về cái sự xuất gia, quả báo của sự xuất gia. Thường thì Ngài gặp các cái trường hợp mà đối với những vị mà hữu duyên thì Ngài chỉ thuyết bao nhiêu đó, khi họ đã có niềm tin rồi đó thì Ngài mới đề cập đến vấn đề tứ diệu đế mà chư Phật hằng đề cao, rồi họ chứng quả là. Rồi như ngày hôm nay khi mà chúng ta học đến cái điểm mốc trong cái mùa ăn cư kiết hạ thứ hai đó, bắt đầu từ năm thứ hai sau khi Đức Thế Tôn Ngài nhận được cái khu vườn trúc Quỳ Lũ Quân Đá, và nơi đó đã có một cái cuộc đại hội thánh tăng, duy nhất trong cuộc đời của Đức Phật, và Ngài đã dạy những gì ở trong cái bài kinh Uvadapatimokkha, biệt giải thoát giáo. Thì khi nãy thì Tuệ Giác Đẳng cũng có nhắc qua cái điểm này, chúng tôi cũng xin nói thêm quý vị là tất nhiên trong cuộc đời của Đức Phật, học tăng chúng lại để Ngài ban hành giới luật, hoặc là để giải quyết một cái sự việc gì liên quan tăng chúng, lại hợp tăng cũng nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà những lần mà hợp tăng như vậy đó, tập hợp tăng như vậy đó, là những lần đó Đức Phật cho một vị tỳ kheo đi mời thỉnh các vị tỳ kheo khác, hoặc là cho thị giả đi mời chư tăng ở chung quanh Vesali hoặc là Sawatthi đến để Ngài dạy việc. Rồi lại nữa, trong hàng tăng chúng lúc bây giờ khi mà hội họp lại đó, thì các vị có những bậc thánh A-la-hán cũng có, A-na-hàm cũng có, Tư-đà-hàm, Tu Đồ Quần cũng có, và các vị tỳ kheo phàm phu cũng có. Nhưng mà sở dĩ cái cuộc đại hội thánh tăng vào trăng tròn Tháp Ma Khát năm thứ hai sau khi thành đạo của Đức Phật
Cái cuộc đại hội đó được gọi là duy nhất một lần vì Đức Phật là tuyên bố rằng chư Phật có quá khứ vị nào cũng có cái cuộc đại hội thánh tăng đặc biệt này trong ba lần trong cuộc đời của các vị đó có ba lần đại hội thánh tăng. Nhưng mà riêng về cái thời của Như Lai đó thì Như Lai chỉ có một cuộc đại hội thánh tăng duy nhất này thôi, nó hội đủ bốn điều kiện gọi là chaturanga. Thứ nhất, là các vị tỳ kheo mà tụ họp ngày hôm đó là bậc thánh a la hán, bậc đoạn, bậc lậu tận giải thoát, không có xen kẽ các hạng hữu học, đừng nói chi là phạm nhân, những vị tỳ kheo phạm nhân cũng có, chỉ là bậc a la hán thôi. Những vị a la hán này là những vị có đủ lục thông Chalakya. Bởi vì a la hán có nhiều bậc, thưa quý vị, có những a la hán đắc a la hán với tam minh, có những a la hán đắc tuệ phân tích, tứ tuệ phân tích, có nhiều vị a la hán thì đắc lục thông. Thì ở trong số 1250 vị tỳ kheo kỳ đại hội này là 1250 vị đều là những bậc lục thông, có sáu thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó là điểm thứ hai đặc biệt. Cái điểm thứ ba là các vị 1250 vị tỳ kheo trong cái kỳ đại hội này đều xuất gia bằng một cách duy nhất là xuất gia với Đức Phật. Mà Đức Phật lại cho một người xuất gia tỳ kheo đó thì không có trường hợp là Đức Phật hay là Chư Tăng tụng tuyên ngôn. Các vị tỳ kheo có thầy Yết Ma tụng tuyên ngôn, có hễ người nào mà xuất gia với Đức Phật chỉ đều là Ê Hí Phí Khú, là Thiện Lai tỳ kheo. Đức Phật ngài chỉ tuyên bố rằng Ê Hí Phí Khú, nếu là một vị, nếu là hai ba vị như là thầy Kiều Trần Như hoặc là 54 người bạn của Giá Xá hay là 1003 vị thờ lửa xuất gia tập thể, vậy thì Đức Phật nói rằng Ê Thác Phích Khờ Vô, hãy đến đây này chư tỳ kheo, mà chúng ta gọi tắt là Thiện Lai tỳ kheo, giờ chữ Ê Phích Khú, xuất gia bằng cách đó, không có xen kẽ cái vị nào mà xuất gia bằng tứ bạch tuyên ngôn, không có. Và một điều nữa, cái điều thứ tư là các vị đó tự động trong đêm rằm trăng sáng, các vị đó nghĩ tưởng đến Đức Thế Tôn và các vị đó tự vân tập, không lời mời thỉnh, không có sự triệu tập của Đức Phật. Cho nên bốn cái sự kiện này gọi là chaturanga, cuộc đại hội mà bốn cái yếu tố, bốn cái chi phần xảy ra, thì trong cuộc đời Đức Phật chỉ có một lần duy nhất này.
có cái cuộc đại hội thánh tăng đó. Và trong cái cuộc đại hội thánh tăng này thì Đức Phật là thuyết Uvada Padimokkha. Thở đó thưa quý vị, chúng tỳ kheo khi mà xuất gia nhập đạo thì các vị đó đã nhanh chóng chứng đắc quả A La Hán. Đa phần là các vị xuất gia đã hy phí cuốc với Đức Phật. Cho nên một cái hội chúng thanh tịnh như vậy đó, thì lúc đó Đức Phật là chưa có chế lập cái giới luật và tuyên bố khác. Ngài chưa chế lập giới luật và tuyên bố khác. Cho nên cái thời điểm mà đại hội thánh tăng đó, Đức Phật Ngài nhắc lại những điều mà chư Phật ở trong quá khứ cũng đã từng giáo giới Ô Hòa Đá cho chúng tỳ kheo, như là những cái phép tắc để mà tu tập, những cái luật lệ của đời sống phẩm hạnh. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Đại Bổn á, thì lúc đó chúng ta sẽ nghe Đức Phật nhắc lại chư Phật ở trong khứ. Tới cái ngày lễ Bồ Tát của Bồ Sát Thá là Đức Thế Tôn Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo bằng những cái câu Sapapapot pasa karnang kusalasu prasamada sachita priyo dapanang etam buddhanasa senang. Không làm các việc ác, trao dồi những hạnh lành, thân tịnh hóa tâm ý, thị chư Phật giáo. Không làm các điều ác, làm các việc lành, thanh lọc tâm ý là lời dạy của chư Phật. Rồi tiếp theo là 11 bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài dạy đến những cái pháp nhẫn nại, hay là Ngài dạy đến những cái điều khó ở trong cuộc đời này, thí dụ như Kichu Manusa Patilapho Kịch chăng bát cha na chi vừa tăng kịch chăng sắc tham mắt sắc vừa năng kịch chồ bút tha nếu bút bà đô. Khó thai được làm người, khó thai giữ mạng sống, khó thai nghe chánh pháp, khó thai Phật ra đời. Thì ở trong đó Đức Phật đã thuyết những cái bài đó, mà quan trọng nhất là ở trong cái bài giáo giới Uvada Padimokkha này có cái bài, có cái bài rất là quan trọng. Anubhavado anubhakkhato Patimok khi cha sang qua ro bát tay người ta cha phát tác bình bằng tình chất sách dân na sanh năng e tế e tâm uthana sanh năng. Không phỉ báng, không gây thương tổn, giữ mình theo dưới bổn thọ trì, uống ăn tiết độ, quán tri, rồi thích ở nơi thanh vắng, rồi chuyên cần thiền định. Đó là cái lời dạy căn bản của chư Phật. Thì ở đây thưa quý vị, sáu cái điểm này Anubhava do Anubhakkhato Patimokkhe cha sang varo matta yuta
cho phát tác viên hoàn thành chạy xây dựng asana thì chi tiết cho ayugo 6 cái điểm này như là 6 cái bài từ bút khác, 6 cái biệt giải thoát mà các vị tỳ kheo phải ghi nhớ căn bản của đời sống phòng hạnh. Thì như vậy trong cái thời điểm đó là chưa có giới bổn để mà các vị làm lễ Bồ Tát mà tụng, chỉ có mãi sau này đó, vào cái hạ thứ 20, hạ thứ 13 thì tôn giả Sariputta ngài trong lúc thiền định ngài có khởi lên tư tưởng không biết là chư Phật trong quá khứ có để lại giáo pháp sau khi mà các Thế Tôn ấy viên tịch hay không, có lưu lại giáo pháp hay không. Ngày thứ 8 mới đi đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói rằng Thế Tôn Visapu Sikhi Vipassi, các vị đó không để lại giáo pháp cho thế gian sau khi các vị đó viên tịch. Còn Đức Phật Thích Cú Sanh Thái, Đức Phật Kuna Kamana, Đức Phật Kaspa thì để lại giáo pháp cho thế gian sau khi các vị đã viên tịch. Tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi nguyên nhân gì mà giáo pháp còn và không còn sau khi các vị đã viên tịch. Thì Đức Phật nói rằng bởi vì ba vị kia đó là trong lúc các vị sanh tiền thì cái hội chúng của các vị là hội chúng thanh tịnh. Đức Thế Tôn ngài thấy căn duyên của các vị tỳ kheo có thì ngài thuyết bài pháp các vị chứng quả hết. Cho nên không có cơ hội để mà các vị Phật đó chế lập giới luật. Vì vậy cho nên khi mà các Thế Tôn này viên tịch, Đức Phật Vipassi Sikhi Vesapu các vị đã viên tịch thì đoàn hộ tống về sau này xuất gia vào trong giáo pháp không biết lấy đâu để làm kim chỉ nam mà tu tập để mà sinh hoạt, nên dần dần tan rã, tăng chúng tan rã thì giáo pháp tan rã. Còn ba vị Phật các cú sanh thá cô na cơ ma na cách phá thì các vị đó lại để lại có được. Cho nên sau khi mà các vị đó viên tịch thì dầu cho các Đức Thế Tôn đó viên tịch đi nữa nhưng mà tăng chúng đoàn hậu sanh xuất gia trong giáo pháp y cứ vào giới đó luật đó để mà hành xử, để mà tu tập có sự nhất quán với nhau, đồng giới với nhau, đi đến chỗ hòa hợp nhau thì tăng chúng tồn tại, cho nên giáo pháp được tồn tại. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta mới thỉnh Đức Phật chế định giới luật. Thì Đức Phật nói hãy chờ đợi, bởi vì hiện tại trong tăng chúng, trong cái hội chúng của Như Lai thấp nhất cũng là bậc tu được quần, là những vị rất thanh tịnh, rồi nói chi là những bậc A-la-hán, những bậc A-la-hán. Hãy chờ đợi cho đến khi nào trong tăng chúng có phát sinh những cái tệ lậu do gia thâm niên, do lợi lộc phát sinh nhiều, do kiến thức rộng, rồi do cái số lượng đông đảo, thì lúc bây giờ có phàm phu xen lẫn cho nên phát sinh lên những tệ lậu asavattha dhamma, thì lúc đó Như Lai biết thời mà chế lập giới. Còn cái lúc ban đầu đó thưa quý vị không có, cho nên cứ mỗi nửa tháng vào cái ngày rằm, cái ngày trăng tròn và cái ngày cuối tháng, Đức Thế Tôn ngài họp chư tăng đến để ngài giáo giới.
trong cái ngày ngày Uposatha bằng cách là ngày thuyết pháp cho nghe, gọi là Ovada Pratimokkha. Mãi đến khi mà Đức Thế Tôn ngài có chế lập giới luật rồi, được 152 giới, được 152 giới, thì lúc đó câu chuyện còn dài lắm thưa quý vị, chắc chúng tôi cũng không làm mất thời gian quý vị. Thì lúc đó cũng có một cái sự kiện là trong tăng chúng các vị tỳ kheo ngồi tham dự cái ngày Vua Sát Thá, có vị không có được thanh tịnh vì giới, cho nên Đức Phật ngài im lặng, ngài không có giáo giới. Bởi vì nếu mà ngài mặc nhiên ngài vẫn im lặng, không có nhắc tới mà ngài vẫn giáo giới chúng tỳ kheo, thì những vị tỳ kheo dễ vui đó, những phạm phu đó, họ nghĩ rằng ta phạm giới mà Đức Thế Tôn không hay không biết, ngài cũng mặc nhiên bỏ qua, cho nên họ dễ vui tiếp. Còn nếu như mà ngài lên tiếng, ngài chỉ trích, ngài dạy, ngài quở trách, thì ở trong tăng chúng có nhiều vị do cái hổ thẹn mà các vị đó sẽ bức xúc, sẽ nổi loạn tâm, cho nên ngài im lặng. Đến hết canh 2, đến canh 3, Tôn giả Ananda thỉnh Đức Phật là xin ngài hãy giáo giới chúng tỳ kheo đã gần tàn đêm. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới lên tiếng, vì hội chúng hôm nay không được thanh tịnh. Tôn giả Moggallana ngài mới quan sát, ngài thấy có vị tỳ kheo đó, ngài mới đi đến, ngài mới nhắc nhở rằng chính do hiền giả ở trong hội chúng này mà Đức Thế Tôn không giáo giới cho chúng tỳ kheo, hãy đi ra. Rồi ngài nắm tay ngài dắt đi ra khỏi cổng chùa, rồi ngài khóa cửa lại. Đức Thế Tôn ngài mới bảo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng tỳ kheo hãy tự làm lễ Bồ Tát, Như Lai không có giữ cái lễ Bồ Tát Uposatha với chúng tỳ kheo nữa, tức là ngài không có giáo giới. Sau đó chúng tỳ kheo mới hỏi là bây giờ tới ngày Bồ Tát, nếu mà Thế Tôn không có giáo giới, chúng con tụ họp lại để làm cái gì, phải cái gì? Đức Phật nói thì những giới luật nào Như Lai đã chế định rồi đó thì cứ tụng giới, cho phép tụng giới. Từ đó về sau là bắt đầu là Panyati Pramokha hay là Sila Panyati Sila Pramokha, Chư Tăng mới bắt đầu làm lễ Bồ Tát bằng cách gọi là đọc tụng giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Chứ còn lúc ban đầu ngày rằm 30 thì các vị tụ họp Đức Thế Tôn là giáo giới, cho nên gọi là Ô Hoa Đắc Ba Đình Khác. Chứ tôi nhắc cái này để ở đây đó, là các Phật tử chúng ta biết, hay là trong Chư Tăng chúng ta, các vị ôm lại, các vị nhớ biết cái chỗ đó. Lý do vậy mà cái bài kinh này, bài kinh rằm tháng giêng mà Đức Thế Tôn thuyết hôm nay đó, thì được gọi là Ô Hoa Đắc Ba Đình Khác. Ồ, gần hết giờ rồi, thôi chúng tôi xin kết thúc. Thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng buổi sáng bận công việc nên không có mặt ở trước máy. Bây giờ cũng chỉ còn có 3 phút nữa thôi, cho nên chúng ta kết thúc cũng là vừa. Bởi vì trong 3 phút nếu chúng tôi nói thêm nữa thì nó cũng không được bao nhiêu, hoặc là hỏi câu hỏi cho Chư Tăng thì nó cũng lố thời gian. Thôi thì bây giờ xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh Vân Hỷ. Lên hồi hướng và đúng trung Nam Mô Bổn Thầy. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Tề Sư từ bi giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Và kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cấp bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Thank you.